Trưa nay, Chủ tịch Thượng viện Australia Shulais cùng đoàn đại biểu cấp cao Australia đã tới sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đón Chủ tịch Thượng viện Australia Shulais và đoàn đại biểu cấp cao Australia tại sân bay có Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Australia Hoàng Thanh Tùng và bà Renee Deschamps, đại biện lâm thời Australia tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Thượng viện Australia Shulais sẽ có các cuộc hội đàm chính thức với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chào Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tham dự diễn đàn Việt Nam Australia với chủ đề tăng cường kết nối kinh tế, chia sẻ tầm nhìn thịnh vượng. Theo kế hoạch, Chủ tịch Thượng viện Shulais cũng sẽ có các chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình, tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến thăm Việt Nam lần này của bà Shulais là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Thượng viện Australia, có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia, góp phần làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, đưa mối quan hệ này trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia.